Hello, xin chào tất cả các con. Chào mừng các con đã quay trở lại với chương trình Học tiếng Anh cùng trung tâm Anh ngữ Eden. Ngày hôm nay, cô lại được đồng hành với chúng mình trong một bài học mới. Và như thường lệ, bài học hôm nay của chúng mình sẽ là bài học về những động từ đấy. Và các con đã sẵn sàng chưa? Are you ready? Ok, bây giờ mình sẽ vào bài mới nhé. Ok, nhìn vào bức tranh và các con đã nhìn thấy là cô gái đây đang làm gì nhỉ? Đúng rồi, cô ấy đang giơ tay hình trái tim lên đúng không? Và động từ giơ tay hình trái tim như thế này thì mình sẽ có động từ là hand on heart. Các con nghe và nhắc lại cho cô nào. Hand on heart. Ok, lại lần nữa nhé. Hand on heart. Các con lưu ý âm đuôi nhé. Hand the hand on heart heart. Ok, lưu ý là bài hôm nay có khá là nhiều từ dài nên các con chú ý một chút nhé. Ok, bây giờ mình sẽ sang từ tiếp theo nào. Bạn này đang xoa bụng đúng nhỉ? Wow, có vẻ là bạn này đang rất là đói đấy. Và cái động từ xoa bụng ở trong tiếng Anh mình sẽ có động từ là rub. Rub. Tummy. Tummy. Rub. B. Rub. Tummy. Lại một lần nữa nhá. Rub. Tummy. Tummy. Ok, very good. Và từ thứ ba. Wow. Các con đã bao giờ giơ cái ngón tay cái lên chưa? Và wow, cái biểu tượng này có nghĩa là, đúng rồi, khi mà con thích một cái gì đó hoặc là nói với ai là ok thì mình sẽ giơ cái ngón tay cái này lên như này đúng không? Và động từ giơ ngón tay cái như thế này thì trong tiếng Anh mình sẽ có động từ là thumbs up. Thumbs up. Các con nghe lại và đọc lại một lần nữa nhé. Thumbs up. Thumbs up. Ok, very good. Tiếp theo nào. Cô gái này đang chỉ vào trong bụng đúng không nhỉ? Chỉ vào trong như thế này thì động từ chỉ vào trong bụng thì mình sẽ có động từ là point. Point. Tummy. Point. Tummy. Point. Tummy. Ok, very good. Lại một lần nữa nhá. Point. Tummy. Ok, very good. Và tiếp theo. Bạn này đang chỉ vào đầu gối đúng nhỉ? Các con có nhìn ra bức ảnh không? Ok, và mình sẽ có động từ là touch. Touch. Knee. Knee. Touch. Knee. Có con lưu ý động từ touch có nghĩa là chạm vào. Touch. Mình sẽ có âm đuôi là ch. Ch. Ok. Touch. Knee. Ok, very good. Ok, và động từ này là động từ gì các con còn nhớ không nhỉ? Viết chữ lên khoảng không ấy. Mình sẽ có từ là write letters in the air. Ok. Nghe và nhắc lại từng từ cho cô nhé. Write. Write. Letters. 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 In the air. Air. Ok, very good. Để cô đọc cả cụm từ nhé. Write letters in the air. Ok, very good.
Và động từ này các con còn nhớ không nhỉ? Show fingers. Show fingers. Mình có thể là show two fingers. Show three fingers. Show four fingers. And show five fingers. Đúng nhỉ? Và bây giờ mình sẽ ôn lại từ một chút nhé. Động từ này là gì nhỉ? Write letters in the air. Write letters in the air. Okay, very good. Tiếp theo, touch, touch a knee. Touch a knee. Okay. Tiếp theo, point tummy. Point tummy. Ok, các con vừa đọc các con có thể làm hành động theo để mình sẽ nhớ từ hơn nhé. Thumbs up. Up. Thumbs up. Ok. Tiếp theo nào. Wrap. Wrap tummy. Tummy. Wrap tummy. Okay, very good. Và từ cuối cùng cô có ngày hôm nay chính là từ gì nhỉ? Hand on heart. Hand on heart. Okay, very good. Và bài học của chúng mình hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các con trong những bài học lần sau nhé. Chúc các con học vui. Goodbye.